mà, đam mê mà. Biết, con coi chứ chú đâu biết là bành nói gì chú. Chú lên chú, con hay về. Đây. Đây đây cầm quay cái chú quá. Ở đây đây bom đó, ở đây. Ui tụi bay. Bay thứ chuyên nghiệp. Đã chút giờ là cần quay. Quay à. Bấm rồi nè đó. Để kia ra lại. Sáu mười gốm luôn. Mà nó tấu mình nhấn vô cái màn hình là nó tự tin. Để nó lên nó khỏi cái đùi tao mày. Anh nhắc anh Thuận anh áp lên cho anh Chí nó bắt ngàn ăn. Giang lên Giang. Lại ngồi xe vô chút em. Tùng đó. Thao phỉ đâu, bên điều. Cao nó cao chứ mình lùn đó chị. Mà nhìn cặp chân chú, bắp chân, bắp chân như cái bắp đùi đó. Mình đã nhiều rồi, nó xanh lại có. Nó thánh luôn á, cho hận nó không có nhiều bắp chân luôn. Đâu nhập. Ủa đâu gì đúng đẹp luôn chú cho. Đâu gì đúng đẹp luôn. Vậy là anh chịu mấy đâu. Mua tiền nhiều thì đã lâu. Tôi về cũng vậy. Đi đi bắp bắp. Chịu. Tùy theo loại nữa, có loại tăng. Dạ. Vừa nó ngon nhé. Lịch màu mấy. Bên đây này. Nhật ơi Nhật, em bên đấy có đỏ đừng hút. Có tiền nào bên đây này, thằng cô phải nhắc chứ cô. Chúng mình đã giỡn vậy cho nhắc đồng đội chứ. Chứ nó hút hết bên cái bàn bên kia, ngang bên đây nó chuyện hay nó ăn sao. Chuyện tôi không. Ngang này nó bắt bài nó ăn cái bàn đấy á. Nhà trang. Nên bữa nay tụi bay không xuống. Cá hồng bữa ba xuống. Bốn về bữa tao tụi bay xuống rồi. Hai tay vô. Màn hình nó không có bị lag. Để về mình coi những dịp cái màn hình cầm hai tay cái xuống.
Không, tay con nó cũng rung rồi chú Sơn à. Ờ, à, rung không? Rung. Đó rồi, tiền nào. Dạ, quay mặt ép Minh luôn, ép sang Minh luôn. Ép trên luôn đi. Tập đá luôn cho ông lui về chi. Thấy nhau. Bữa đó thằng Thảnh nó chú Sơn hả? Dạ như đá viên nó thủ con kia nó kèm thủ nó giăng hai tay hai chân á. Cái con đang mấy cái kèo được, cái kèo trong cầu á xấu á. Chăng bảy xếp đang muốn lộn luôn á. Xếp không biết. Con về sớm à, ngầu mệt mới. Tao thấy đi ngang rồi chiều trưa mà sớm. Con về lúc 8 giờ mà. Con ấy con về lúc 8 giờ hơn. Con nhập. Anh Thận này. Không được. Dán đi. Anh đâu? Vô ấy xì. Ừ mẹ. Ông mà bả hai máy nha. Má phải ông bả hai máy tất mười sao 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 luôn. Nhật ơi, ép ra luôn Nhật ơi. Nó xích xa chịu không nổi không coi đâu, ép mạnh ra là có con Chí nó bắt vô. Tập cho nó đá chứ anh Giang ngày hôm đó không đâu có biết đá chỉ riết nữa. Được không được á, mình nước tức lắm không? Giang, không có đá vậy. Cái vậy cái tật nó quen quẹt quẹt nó quen. Bên một con xuất cái rầm hai chiên dứt khót chiên gì phết phết vậy. Đồng về hỗ trợ đi. Thằng Giang đứng lại cho người ta theo về. Đứng im đó. Đừng có theo xuống. Chưa xuống rồi cho ông đá. Ờ xuống giờ đá xéo. Nó đi bộ mà đi ngang qua bưu điện chú thấy là chỉ sẽ đi bộ ngang bưu điện nữa hai lần không biết nó đi kêu sao cũng hai môn đều là 4 thằng xe buýt xuống trước trời sao ngồi trời đường này không dám vô an toàn. Nhân nghĩa là thấy hiệp sĩ không? Dạ. Còn ai giống hiệp sĩ không? Hiệp sĩ. Hiệp sĩ bò ngựa. Rồi vé mèo phiêu lưu ký cho. Coi rồi, coi rồi. Hiệp sĩ bò ngựa.
lớp 8 về đây ráng đá năm sau cũng mệt á. Mấy lớp kia mới mệt thiệt, lũ con cứng đá chân là lũ con mà trứng cứng. Khi nào mà lũ con mà đá cứng chân là chú phải chỉ con lũ con cách đá. Hiểu không? Lũ con chưa cứng chân hiểu không? Trứng chân là không chỉ được. Tự động các lũ con đá nó còn yếu phải không? Kệ nó đang nhìn đi. Bên cho vui với heo gì đâu mà chuyển chỉ. Anh chậm đi đá giải các trường cho trong trường mình mà cần về hơn thua. Đúng Như. Trong trường mà cần về hơn thua con. Tốt thận. Đúng rồi, y. Bé ngon hơn bớt chứ. Bớt nó phản xạ tốt chứ, còn cái chuyện bác bằng cơ mình. Khứa qua góc xa, y, vô đâu? Vô hả? Ai nữa? Con cúc với cho tiên mừng. Cho nên cúc không bè đi ở nữa, cho không giờ bỏ đâu. Bữa mới qua mà. Mới giờ sẽ không về. Chú con nhỏ tàu ghê nó uống nước này. Không quen luôn. Tao có like đâu mà sợ. Không được à. Đi về tao cắt tao gỡ. Ngờ chứ. Bữa quen như cười á. Bữa mới chưa ra chim. Tao cắt tao gỡ thôi á. Thôi là chú cắt tiếng á. Chú một bả tiếng là cùng. Quay mặt nhìn nó này, nhìn cái banh dây quay mặt kèm ngừng, nhìn mặt nó chạy hướng nào mà theo chứ. Tụng áp cao cho nó theo vậy. Làm gì tất vậy? Kìa. Chị mà không biết sớm à, cho nó chụp. Chị nên xin nó chụp cha chở cho ai ý vô đứng cao rồi. Thảo bữa giờ đá với mấy con xung cầu không biết có chụp được ai chứ. Không Thảo chụp được năm xưa để Thảo chụp. Không ấy là dạ, hầu. Do hầu giờ mình nó không có chơi mình không có biết. Tôi chẳng biết chụp. Ừ. Chứ còn Thảo ngon á, Thảo coi mấy bữa nên thấy được á. Tao bắt cũng dính nữa. Hiểu không? Thủ môn quan trọng bắt dính nữa. Phản xạ là một phần rồi. Thủ môn bắt dính làm gì? Thua nó đâu. Ê. Bên đó làm sao có ông Tài. Tài đâu, Tài con. Có đâu. Theo hồi giờ đó, ai đó có ông Tài. Đã giải có ông Tài, đã cho ông ai bắt hết đó. Ông mình đây là chú bác không kìa, mướn hai thận. Ngày mai mướn hai thận xuống bác. Mai mướn hả? Ừ, có ông Tài cho ngon lành chứ. Trong quả đường. Ủa. Vô luôn hả? Mô mà. Ủa mô mày bám chưa bay mà chạy ra ngoài đứng chi vậy? Chưa biết người ta hướng nào tự nhiên chạy qua hướng đó chi. 3-1. Tên mình đá để ông bắt chạy. Nó kêu ăn gian đó. Gian gì đâu, bình thường.
bấm nhanh đi Nhật, hỏi sao nó lót. Anh Tùng từ từ chết nhỏ không Tùng, không chiền mà không có nhìn hết đâu. Nhìn nhưng mà chiền sao, coi đồng đội nó chạy hướng nào, chiền về tàu lao vậy mà nhìn. Ừ, thích chút rồi mà nói vậy. Kình lộn quá trời mà, thấy hai đứa nó kình dữ quá trời mà. Thích nhau quá trời. Ê. Vậy này cắn nhau vậy hả con? Có cắn không? Vô nữa đâu. Cút lấy xe bạn nào cũng vô. Anh Tùng. Anh Tùng. Anh Hoàng Giang với anh Tùng đâu? Anh Giang. Anh Giò. Anh bận áo với Hoàng Giang cái này. Anh 10. Anh 10 già. Ủa mua mày mẫu lần mà tôi la lên nó điếng hồn hết sao họ. Vậy làm gì? Thu về giò nhanh đi, giò thu về nhanh đi. Bác ngang đây, bác ngang vô. Thù lao. Cảnh hồi trước là nó anh Bình nhưng mà khó nuôi, đổi tên lại. Ừ. Hình cảnh cho nó tên thiệt nó là ví dụ đĩa con ra bệnh hoạn tứ không tung á, khó nuôi người ta đặt tên lại, thầy cũng kêu đặt tên lại cho nó khỏi bệnh hoạn vậy, hiểu không? Thiếu cha đứa đặt ba tên tào lao nữa là chưa thấy. Mấy cái tên quên giữ luôn mỏi tay quay chân con nhỏ không con thấy đâu ba tên tục tiểu nữa khó nuôi, đặt ba tên tục tiểu. Ông ba hơn tên cu bây giờ cu còn đỡ chứ còn tên kia nữa à, biết gút cá luôn tên á cá luôn ờ tên kia có tên cu là chuyện thường. Ờ chú cha vậy ở đâu cũng có con. Dĩ ra khó nuôi, đeo bệnh nhiều rồi thầy coi kêu đổ cái tên lại cho tên đó nó giải. Câu chuyện thường với tên mấy tên kia càng tục tiểu nữa này. Nhắc bấm lên vậy nè. Chứ đừng cứ phát ngang nó bị hết. Bấm qua lót qua đầu hả con? Thận có vợ chưa con? À quên, em, có vợ chưa? Thận, có vợ chưa? Vậy nó hỏi có vợ chưa nè? Ông bị é đâu? Ừ. Tàu lao. Ờ tàu lao. Ừ, nhỏ hơn mình nữa mà tự nhiên. Hai mươi mấy tuổi chị. Ờ, con người ta hai mấy tuổi, ba mấy tuổi. Thằng đây cỡ 24 25 tuổi mấy. Ồ bà tàu lao. Ủa. Tưởng là ba mấy tuổi đâu. Bình cậu Giang ngày chưa tới ba mấy tuổi mà đây ba mấy tuổi. Miền Giang mấy có 34 36 tuổi mà. Miền Giang bao nhiêu tuổi? Sinh năm 84. 84. 36 tuổi. 36 ai bằng tuổi mẹ con. Ừ, 35 36 tuổi. Anh Thận đây hai mấy tuổi cho mấy. Ồ, bà tôi ở. Ờ chú Sơn cho đây Thận nó còn nhỏ xíu mà. Học tiểu học mà khéo. Anh quý ba ngoài thua chú gần 7 tuổi mà Thận đây mà gần hơn giáp. Quý hốt là bằng tuổi mà Miền Giang á, chú hơn Miền Giang 7 tuổi lần á. Thận thận lớn sao lận ơ. Cơ la lên cho đồng đội.
Bà nãy cơ la lên có người sale chứ sao không la hết vậy? Bớ mà anh bị tao chửi, anh cũng bị tâm lý vậy. Em bớm anh lên đá mày. Em bớm rồi đá. Bớm càng lắm chứ, bữa đó giả thay em bớm càng lắm. Nó không đi đá. Càng nghĩ là chưa biết đá, đá tàu lao càng đụng chỗ nào cũng chạy, nhưng bớ hả? Bớ chạy hai chân luôn. Chạy mấy chân bà tàu lao. Không, ý là nó đá hai chân luôn. Ờ, chứ tự nhiên chạy hai chân chứ chạy một chân sao chạy bà. Nó lộn, con nó lộn. Chạy một chân sao chị. Ờ, tự nhiên chưa chạy chạy hai chân. Con nó bị lộn. Đá chân đá luôn phải luôn á, thằng hai chân hả? Vô Nhật ơi, đừng có lui. Em áp ra đi, áp mạnh ra luôn đi. Nó qua em, sao nó qua em được? Chứ em càng lui làng kênh càng chết. Gì? Hai giáp mà một giáp. Nghĩ sao vậy trời? Ồ. Mùng 4. Nghĩ sao vậy? Bà coi hơn mấy giáp, hơn 2 giáp luôn hả bà? 2 giáp 24 tuổi, tính đi. 24 cộng 12 tính đi. Đúng rồi, mẹ làm giấy giấy là bị nhưng mà đâu bị tám đúng không ạ? Thằng Sơn lên lớn tuổi, Sơn đem bao nhiêu lên đi cái thằng trưởng. Thằng Sơn. Có học qua Sơn này. 26. 26 ủa? Vậy? Thằng Giang sinh năm 26 này, đầu năm 26. Cuối năm mình Giang sinh. Tháng 1. Ngày 7 tháng 1. Cứ nhau là ngày 7 tháng 1 hay 26. Ngày 7 tháng 1 á. Ừ. Giang 14 tháng 10. 206. Đầu năm cuối năm âm. Đầu năm dương. Em nói với nó đều làm rõ luôn. Ủa lên. Ăn đáng tiếng là tiếng rửa ăn. Đâu, lên chờ. Mạnh vô nha Nhật. Đúng đâu. Đồng quay mặt ra nàng luôn sau lưng này. Giờ tôi bấm quay ra xe luôn nè. Được. Dạ không được, nó hiện nè. Nó hiện cái camera nè. Đây nè, có cái này chú bấm cái giờ thấy mẹ con nè. Mấy tao là chụp hình của mẹ. Mẹ vì quay vô chụp hình được luôn. Quay lại chụp luôn. Đây nè, nè chú đây chụp hình nè. Chỗ này nè. Mấy con không quay lại. Quay lại quay con đi chứ. Bây giờ
Sao này ở trang năm 10 gì á? Nãy Như dạ. Em rửa gì hay lên? Rửa gì lúc này gì á? Nó tổ chức sinh nhật nhưng mà nấu món ăn mầm đá. Cái chờ từ 4 giờ á. Chờ kiểu Trạng Quỳnh á. Giờ nó chịu mời sớm, nó mời sớm mình bây giờ này mình nấu là y bà đâu. Sao mà cậu á? Không chờ bí giờ. Đã vậy. Xong rồi không chịu ấy. Trời cho chú về gần 8 giờ rồi. Chú về gần 8 giờ mới gọi mà. Không có số hả? Từ đó bị cướp. Nó không chuẩn bị được sao đây. Tao đó Trạng Quỳnh cho kiểu Trạng Quỳnh á, nó ham có nó ham ăn để nó làm dễ cho Như về ăn cho nhiều, hiểu không? Do nó không chuẩn bị trước, nó nghĩ không có đứa nào nó không dám làm, hiểu không? Chứ còn nếu mà nó gọi như hồi chiều chú gọi xong nó đá banh xong mình ra mình làm cái rầm liền chứ. Nó đặt cái bánh kem hồi 4 giờ mà. Chờ á Ngọc, chờ chú Sơn gì á? Lâu rồi. Chú Sơn đi lấy bánh kem vừa rậu kìa. Chú về rồi với đẹp gà mà. Chứ nếu mà nó gọi chú đánh. Nó kêu Hy nó gọi chú rồi, chú ở bên Sơn Lộc chú gọi là y bà đâu. Gà có sẵn đâu. Chỉ nấu sâu nó hơi lâu ấy. Hàng vô. Dựa sát nó vô, dựa sát vô. Quay cái mặt lại. Lên trừ. Rồi nó dựa gì cất cái tạo. Tùng. Hàng mà quay cái đít lại thấy đường nào banh. Mình quay cái mặt lại nó đá hướng nào mình lui qua đây mình cản cái banh chứ. Quay cái lưng lại thấy đường đâu mà con. Bao nhiêu rồi? Tỷ số nhiêu đâu? 4 rồi chứ. 3-2 hay. 11-12 vậy. Còn biết chỉnh cái hàng rào á. Áp luôn Tùng. Theo bám luôn chứ còn nó đã qua rồi đứng im vậy. Từ Tùng. Từ do. Y do. Tấn Mai. Công nghệ 3 là anh Tiến đã bị tạm ti. Công nghệ 3 xác định là anh Tiến đã tạm ti. Nhanh đi, đấy nhanh đi. Cháu quân cơ nó đó mà nó không biết cái banh hướng nào luôn. Lộn luôn à. 3-2. Chúng tê đâu? Tê rồi. Nhặt đá con. Giang chiên cái lại Giang. Nhặt đá. Đâu giờ đúng đâu giờ đứng im đây. Đứng im lại. Chi xuống xuống chi. Sao xuống ngang chỗ kia. Đó đứng đây đứng im đây. Giờ lòng ba người tao uống khí hết rồi. Nhà ba người hả? Dạ. Ý Nhật. Bám luôn Giang. Đâu rồi? Giờ bây giờ đứa nào đã giữ vậy? Không giỏi hay lắm. Từ do từ. Đâu, dèo kia. Tốt. Anh mạnh vô.
Ê, bớ hay á. Chị kéo sâu xuống, chị kéo sâu xuống. Chị lấy đầu đi, Giang vô trong, vô ngoài, chị vô trong đi. Chị tranh đầu đi. Mỏi lắm. Đừng quay mặt lại. Mọi người bên đi. Một trái banh đang hướng về. Từ sâu quá. Đồng dương người này quay mặt này, quay mặt nhìn đây này. Cho chúng mày hơi nhức cười. Trời ơi sao bỏ nó vậy? Ồ nó đệm vô đâu? Rồi đã luôn rồi. Khỏi nghỉ hiệp luôn rồi. Chị mạnh vô luôn chị. Giang áp vô ông Thành đi. Mấy cái thằng làm biến ngầu ghép kia. Tối nào không hỏi chú Sơn tập banh không chú Sơn? Sáng không đi. Lùi về sau đi, vui nhanh đi. Ràng ráng bám về đi.